Thôi mình học tiếp nha bà con. Hôm qua cái video kia mình quay hơi trễ, buổi chiều tối ánh sáng nó hơi có tối chút. Sáng nay quay tiếp. Mình đi đến cái phần gì nhỉ? Sơ đồ cắt nhỉ. Sơ đồ cắt nha. Bây giờ những cái này là cái kích thước hôm qua mình đã bóc ra, đúng không? Vậy thì bây giờ đây, ví dụ một tấm 1m2, 2m4. Vậy thì mình sẽ cắt như thế nào? Tấm lớn cắt trước. Cứ tấm nào to nhất thì cắt trước. Hai cái hông 5-80, 2m2. Thì mình sẽ cắt cái đường này trước này. Đường 2m2 trước này. Sau đó mình chẻ đôi cái đường này. Thì có phải đây được hai cái hông không? Còn dư cái này, dư cái này được khoảng 200. Đấy. Được số 1. Được số 2. Nhớ gọt lại nhé. Nhớ gọt các cạnh lại cho nó thẳng đẹp. Rồi cái nóc với cái đáy này là kích thước giống nhau. À 570 thì nó cũng sẽ hết hết một khúc này, thì bây giờ mình sẽ cắt cái đường 1365 trước này. Đây là đường số 1. Sau đó mình xẻ cái đường này 570, 570 thì mình sẽ có nóc đáy không? Cái này 1365 mà cái tấm ván của mình 2m4. Thì có nghĩa là cái đoạn này nó sẽ còn khoảng tầm 1 mét đấy. 1 mét, còn khoảng 1 mét. À xem nào. Cái này xong nhá. Còn 1 mét, 1 mét 2. Thì mình sẽ được cái này 500, 910 nè. 500, 910 đúng không? 1 mét 500, đây 500, 910, đây chính là cái đợt lớn. Rồi xong luôn. Rồi tấm thứ 3. Tấm thứ 3 mình sẽ cắt một cái sắn với một cái cửa. Một cái sắn với một cái cửa 2m1 đúng không? 2m1. Sắn là 570, cửa 463. Sắn và cửa vẫn còn dư đoạn này. Cái đoạn này đang còn dư. Còn thiếu hai cái cửa nữa, thêm một tấm nữa. Cửa 2m1 cũng 2m1, 463. Cửa vẫn còn dư đoạn này 463. Cái đoạn này nó còn khoảng 250. 2m1. Có nhìn được không nhỉ? Thấy hơi mờ không? Cửa là đủ 3 cánh cửa rồi. Thì cái đoạn thừa này này, mình sẽ dùng mình cắt làm cái chân. Cái này là làm chân. Cắt chân nhé. Rồi, vậy là phải thêm một tấm nữa. Những cái chân này cho vào cái đoạn thừa. Đúng không? Vậy là phải thêm một tấm nữa để cắt những cái đợt nhỏ này. 500.
500 nhân 438, 438 mà 5 tấm. Ha, chiều dài 2m4 là đủ luôn á, 500. Ở đây chia 1 2 3 4 5 cái đợt nhỏ là đủ. Là còn dư được khúc này. Cái này chắc làm hộp kéo, dư làm hộp kéo luôn rồi. 500 nhân 438, ừ rồi. Còn tấm hậu. Tấm hậu này thì phải 2 tấm rồi, 1 tấm nó thiếu này. 1 tấm 1m2, 2m4 là nó bị thiếu này. Có nghĩa là cái tủ này mình sẽ xài hết 1, 2, 3, 4, 5 tấm. 5 tấm 17 ly. À, 2 tấm 9 ly. Được chưa? Thì đây là cái sơ đồ cắt. À, cắt bằng cưa nhé anh em, cắt bằng cưa. Còn cắt CNC thì xài phần mềm với các thứ mình không nói rồi. Rồi đây là cái sơ đồ cắt. Khi mà anh em vẽ ra cái sơ đồ cắt này á, thì đưa tấm ván lên, cái mình nhìn cái tờ sơ đồ cắt của mình sẽ biết là mình cắt được tấm nào tấm nào. Khi đó mình không có phải ngồi mình tính lại nữa, thì thà mình tính trước đi rồi đưa lên là chỉ cắt thôi. Rồi ok. À, mình sẽ sang phần tiếp theo sau phần sơ đồ cắt. Đó là trình tự mà mình để mình lắp ráp. À, lắp cái tủ này cắt ra xong rồi bắt đầu đem đi dán chỉ. Sau khi dán chỉ xong thì mình sẽ lắp ráp. Thì thứ tự lắp ráp như nào thì mình sẽ sang phần tiếp theo ha. Rồi chúng ta sẽ vào phần cái trình tự lắp ráp. Cái việc lắp ráp này thì cũng có nhiều, mỗi người mỗi kiểu lắp, thứ tự nó cũng khác nhau. Thì mình chỉ ghi cái trình tự mà mình lắp thôi. Một cái tủ áo nó lớn như vậy thì có người sẽ cho nó úp xuống, úp cái mặt xuống. Nhưng mình lắp thì mình sẽ cho nó ngửa cái mặt lên, ngửa cái bụng lên. Đầu tiên là mình sẽ lắp cái bộ chân. Lắp cái chân trước. Thường mình đi lắp tủ á thì mình luôn đem cái bộ chân này lên, tại vì cái tủ mình to mà thì phải để rồi lên trên nhà khách hàng mới lắp không. Thì mình đem cái bộ chân này lên. Thì ban đầu cái vị trí cái tủ đó là mình sẽ bỏ cái bộ chân này vào cái vị trí cái tủ đó và kiểm tra xem cái chỗ đó nó có bị nghiêng ngả gì hay không. Kiểm tra thì bỏ thước thủy lên thôi, thước thủy lên xem nó có nghiêng ngả gì không. Nếu mà có nghiêng ngả nhiều á thì mình sẽ xử lý luôn trên cái chân này. Xử lý luôn trên cái chân này thì cái phần đó để vô tủ âm tường đi. Đây là cái bộ chân ha, lắp cái bộ chân trước. Sau khi lắp cái bộ chân rồi, mình sẽ lắp đến hai cái hông vào, hông vào chân, rồi đến cái nóc lọt này. Lúc nãy mình làm nóc lọt đúng không? Rồi lắp đến cái gì nhỉ? Cái sắn là cái sắn thẳng đứng á. Thì cái sắn, lấy mực cái sắn này á, lấy mực cái sắn này là mình lấy mực ở trên cái bộ chân này này. Mình lấy ví dụ cái vị trí cái sắn này nó nằm đây. Vị trí cái sắn này nó nằm ở đây. Đây là cái bộ chân tủ. Thì cái khoảng cách từ mép này vào sát cái vị trí cái sắn này có phải nó bằng cái đợt nhỏ không? Thì lấy ngay cái đợt nhỏ đó kê vào đây mà kẻ. Sau đó
sau đó khoan anh em lấy mũi khoan ba ly á, khoan đục cái lỗ này xuống này, để lát nữa mình có dấu mình bắt vít từ dưới lên, bắt vít vào cái sắn chứ. Đấy, cái sắn nha. Rồi, sau khi có cái ráp cái sắn rồi, ráp cái sắn rồi thì mình dựng tủ lên đi. Rồi, mình ráp đến những cái đợt ngang. Đợt ngang thì lưu ý khi mà lắp cái đợt ngang này xong á thì anh em lấy dấu sẵn cho mình ở hai cái chỗ cái hậu này này. Đây, để quay cái hậu đây, lấy mực luôn để lát nữa mình gắn cái hậu vô cái mình đâu có thấy cái đợt ngang đâu, cái vị trí nào đâu mà để mà bắt vít, đúng không? Lại phải kéo thước đo thì thôi, bây giờ mình lấy mực sẵn đi, lát nữa ụp cái hậu vô là mình kê cái thước ngang mình kẻ một đường là được ha. Rồi, bắt đầu lắp cái hậu vào, được chưa? Hậu vào rồi đến lắp cánh. Rồi canh chỉnh. Đấy, đây là cái thứ tự mà mình lắp một cái tủ, lắp chân tủ, rồi hông vào, rồi nóc, sắn, dựng tủ lên, gắn đợt, gắn hậu, gắn cánh. Xong cái phần thứ tự trình tự lắp này rồi thì mình sẽ sang cái phần sau, là mình hướng dẫn cho anh em làm cái tủ kho ở trên cái tủ bự này. Ở trên tủ này nó còn cái tủ kho nữa, thì bây giờ sẽ sang phần hướng dẫn anh em làm cái tủ kho đó.